Kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin Pháp luật và Bất động sản được phát trên kênh truyền hình Pháp luật Việt Nam. Bản tin do truyền hình báo Pháp luật Việt Nam cùng Tổng đài Địa ốc Việt Nam phối hợp thực hiện. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lợi dụng sốt đất có hiện tượng cò đất giở chiêu trò gài bẫy khách hàng. Quý đầu năm, bất động sản vùng ven Sài Gòn chiếu vị trí top 1 Serbia. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, Phú Quốc đang là nơi đầu tư tốt nhất hiện nay. Người nước ngoài được sở hữu dự án nhà nào ở Đà Nẵng? Bình Phước, giá nhà đất tăng 20 lần, chính quyền ra công văn cảnh giác người dân. Quy hoạch vùng thành phố Hồ Chí Minh mở rộng, nhân tố chính cho đài đô thị phát triển. Những tháng gần đây, lợi dụng sốt đất khắp cả nước, thị trường bất động sản đã xuất hiện một số công ty làm ăn kiểu Alibaba quảng cáo đất giá rẻ khắp nơi để lấy khách. Họ cho nhân viên tức cò nhà đất đăng thông tin cần bán đất ở các quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh với giá rất rẻ. Khi khách hàng quan tâm gọi điện thoại thì cò thuyết phục khách hàng đến công ty xem giấy tờ và trao đổi, nhưng thực chất là dụ dỗ khách hàng đi xem đất ở các tỉnh Long An, Đồng Nai rồi gài bẫy đặt cọc hoặc đặt giữ chỗ, khiến rất nhiều khách hàng bức xúc phản ánh. Thực tế, khi vào Google tìm kiếm với từ khóa bán đất sẽ hiện ra 165 triệu kết quả trong 0,61 giây, cho thấy nhu cầu tìm kiếm nhà đất rất lớn. Lợi dụng điều này, các sàn, công ty bất động sản làm ăn gian dối, huấn luyện cò không chân chính đăng thông tin quảng cáo bán đất sai sự thật trên các trang rao vặt như bấtđộngsản.com.vn, chợtốt.com, muabán.net hay Alo Nhà Đất. Cụ thể như quảng cáo bán đất Bình Tân, Bình Chánh giá khoảng 500 đến 1 tỷ một lô, diện tích 80-100m2, nhưng thực tế bán đất ở Long An với giá 1,5 đến 2 tỷ đồng một lô. Quảng cáo bán đất ở thành phố Thủ Đức với giá 20-40 triệu đồng một mét vuông, thì thực tế bán đất ở Đồng Nai. Quảng cáo bán đất ở Thủ Đức, quận 12 với giá 15-25 triệu đồng một mét vuông, thì thực tế bán đất ở các huyện Bình Dương, Đồng Nai. Điển hình như có một số sàn, công ty bất động sản gian dối trên địa bàn quận Bình Tân, khu Tên Lửa hay quận Nhất, khu Thảo Cầm Viên. Mỗi khách hàng đến đều có cò tư vấn các dự án, các sơ đồ phân lô ở các tỉnh. Sau đó, khi đủ khách và chân gỗ, hay còn gọi là chim mồi, cò lùa khách lên xe và đi xem đất. Khách hàng sẽ ngồi chung với chân gỗ và cò. Trên xe còn có MC để quảng cáo dự án và thông báo các chương trình khuyến mãi như tặng 1-2 cây vàng khi ký hợp đồng mua bán, giảm 5-10% trên tổng giá trị lô đất duy nhất trong ngày hôm nay. Theo số liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, hiện nay thị trường có khoảng hơn 300.000 người hành nghề môi giới, nhưng chỉ có khoảng 40.000 người có chứng chỉ hành nghề, nên mới nảy sinh tình trạng cò không chuyên, không có đạo đức nghề nghiệp, lừa dối khách hàng và khiến xã hội có cái nhìn chưa tốt về nghề môi giới bất động sản. Trưởng văn phòng Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam khu vực miền Nam nhấn mạnh, cơ quan quản lý nhà nước cần phải có chế tài nghiêm khắc với các quảng cáo sai sự thật, hạn chế được việc truyền thông sai sự thật. Luật đã có quy định có thể xử lý cả phía mua dịch vụ đăng tin và cả phía đăng tin. Nếu thực hiện được việc này, sẽ không còn các sàn hay công ty và cò gian dối này đăng thông tin quảng cáo sai sự thật. Đồng thời bắt buộc chế tài các sàn bất động sản và các cá nhân môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề, được cấp mã số hành nghề để có trách nhiệm với các tin rao quảng cáo, có trách nhiệm với các sản phẩm mình giới thiệu và sau cùng là để sàng lọc những môi giới làm việc gian dối, thiếu trách nhiệm và ảnh hưởng xấu cho xã hội. Tiếp theo bản tin pháp luật và bất động sản của truyền hình pháp luật gửi đến quý vị và các bạn là thông tin về thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh đang khan hiếm nguồn cung ở hầu hết các phân khúc, từ đất nền, căn hộ đến nhà phố, biệt thự, thì bất động sản tại các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương, Đồng Nai lại tiếp tục giữ vững vị thế trong các quý đầu năm 2021. Trong đó, nguồn cung đang có dấu hiệu rụt rịch trở lại ở các dự án mới cũng như mở bán giai đoạn tiếp theo. Cụ thể, ở phân khúc nhà phố biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh trong quý 1/2021 có 5 dự án mở bán cung cấp ra thị trường 346 căn, giảm 10% so với quý trước và giảm 57% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tiêu thụ đạt 57%. Tương tự ở phân khúc đất nền dự án tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục không ghi nhận nguồn cung mới mở bán trong quý đầu năm. Giao dịch trên thị trường hiện tại chủ yếu tập trung ở nguồn hàng tồn kho các dự án mở bán những năm trước hoặc dự án đất dân hộ lẻ quy mô nhỏ do cá nhân tự đứng ra phân lô tách thửa để bán. Sức cầu chung toàn thị trường ở mức trung bình, không có nhiều biến động so với giai đoạn cuối năm 2020.
Khi bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khan hiếm nguồn cung, thì các tỉnh lân cận như Bình Dương, Long An, Đồng Nai lại có dấu hiệu sôi động về nguồn cung lẫn giao dịch trong quý đầu năm. Chẳng hạn ở phân khúc nhà phố hiện có gần 400 căn nhà phố thương mại, nhà phố liền kề The Standard của An Gia tại Tân Uyên đang được chào bán ra thị trường với giá trên dưới 5 tỷ đồng một căn. Hay một số dự án quy mô lớn như Waterpoint 355 ha của chủ đầu tư Nam Long đang được giới thiệu ra thị trường các sản phẩm nhà phố vườn, nhà phố thương mại, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập, đất nền dinh thự với các diện tích từ 450 đến 600 m2. Điều này cho thấy nguồn cung bất động sản đang dồn mạnh vào khu vệ tinh Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng thể hiện rõ nét. Đại diện Colliers Việt Nam cho rằng, với nhiều dự án cơ sở hạ tầng đang được phát triển ở vùng ngoại thành hoặc các tỉnh phụ cận của Thành phố Hồ Chí Minh, đang góp phần tạo ra sự chuyển dịch của thị trường bất động sản liền thổ về phía Long An, Bình Dương hay Đồng Nai và các quận xa trung tâm của thành phố thủ đô. Thị trường vùng ven tiếp tục chiếm giữ vị thế chủ lực về nguồn cung khi quỹ đất sạch của Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khan hiếm. Trong đó, các dự án pháp lý rõ ràng, hạ tầng hoàn thiện được nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn. Cũng theo báo cáo quý 1 của Hội môi giới bất động sản Việt Nam, thị trường nhà ở thấp tầng tại khu vực lân cận Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy hoạt động mua bán tại đây diễn ra sôi động hơn, tỷ lệ hấp thụ tương đối tốt, giá bán trung bình tăng 10-20% so với quý 4/2020. Theo đơn vị này, do khan hiếm sản phẩm mới nên các sản phẩm thấp tầng có giá trị lớn tại một số dự án trước đó khó bán, nay cũng được giao dịch tốt hơn, hoạt động mua đi bán lại cũng diễn ra sôi động. Phú Quốc không còn là sân chơi của những người đầu cơ lướt sóng mà đang dần trở thành điểm đến của những nhà đầu tư mong muốn đầu tư lâu dài, đầu tư vào sự phát triển bền vững. Trong đó, Nam Đảo với quy hoạch ấn tượng đang được xem là mỏ vàng mới của bất động sản đảo Ngọc. Nhà đầu tư cần tiếp cận Phú Quốc với góc nhìn mới, đừng đến để trục lợi rồi đi, mà cần xác định đầu tư cũng là sứ mệnh chung tay đưa đại diện ưu tú nhất của Việt Nam sánh ngang với các nước có nền du lịch phát triển. Tại lễ ra mắt đại đô thị May Homes Capital Phú Quốc, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng đã có bài phân tích chuyên sâu Phú Quốc hội tụ và tỏa sáng. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, ngay tên gọi đảo Ngọc đã nói lên tất cả từ vẻ đẹp tự nhiên tới độ quý giá của Phú Quốc. Tuy bị lỡ một nhịp phát triển rất quan trọng khi chưa được chấp nhận cơ chế đặc khu hành chính kinh tế, nhưng lộ trình phát triển vượt cấp của Phú Quốc không thay đổi, không theo lộ trình đô thị hóa tuần tự mà được đặt cách vượt cấp từ huyện đảo tiến thẳng lên đô thị loại 2 năm 2014 và lên thành phố tháng 1 2021. Lộ trình vượt cấp chưa có tiền lệ cho thấy sự ưu đãi đặc biệt của nhà nước dành cho vùng đất trụ phú này. Phú Quốc vốn đã có đầy đủ nội hàm của một thành phố đảo hiện đại, mang tính quốc tế ngay khi còn là đơn vị hành chính cấp huyện. Lên thành phố, Phú Quốc sẽ không đơn thuần là một điểm đến du lịch nghỉ dưỡng nữa, mà đã mang trong mình sứ mệnh quốc gia và chức năng quốc tế. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên cũng chỉ ra yếu tố khác biệt trong thu hút đầu tư của Phú Quốc giai đoạn phát triển vượt cấp. Nó được thể hiện qua các con số biết nói, thu hút 280 dự án, diện tích quy hoạch hơn 10.000 ha, tổng vốn đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng, tương đương 20 tỷ đô la. Không một huyện nào có năng lực thu hút đầu tư mạnh như Phú Quốc. Thực tế, những năm qua, khu vực Nam Đảo đã thay đổi mạnh mẽ với sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược, mà nổi bật nhất là Sun Group. Trong đó, tập đoàn này không chỉ phát triển các hạng mục nghỉ dưỡng đơn thuần, mà còn tạo nên hệ sinh thái với gần 50 công trình thuộc 3 lĩnh vực, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản cao cấp. Ở Phú Quốc, tập đoàn Tân Á Đại Thành là người đến sau, nhưng hoàn toàn không phải là kẻ tiếp sóng. Các dự án mà Tân Á Đại Thành phát triển sẽ cùng chung tầm nhìn với tương lai thành phố đảo. Lên thành phố, Phú Quốc tất yếu sẽ cần mở rộng và nâng cao chất lượng không gian đô thị. Là dự án hiếm hoi nằm trong quỹ đất ở đô thị quý hiếm, sẽ được cấp sổ đỏ sở hữu lâu dài. Dự án đầu tay của Tân Á Đại Thành, May Homes Capital Phú Quốc, sẽ là mảnh ghép hoàn hảo của thị trường. Ra mắt đúng thời điểm với sản phẩm khác biệt, May Homes Capital Phú Quốc sẽ là địa chỉ vàng cho những nhà đầu tư muốn đi đường dài với tương lai Phú Quốc. Sở xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa công bố danh sách các dự án nhà ở thương mại cho phép và không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn. Theo đó, căn cứ luật nhà ở năm 2014, Nghị định số 99/2015 ngày 20 tháng 10 2015 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Sở xây dựng công bố danh sách các dự án nhà ở thương mại cho phép tổ chức cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở và danh sách các dự án nhà ở thương mại không cho phép tổ chức cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở. Cụ thể, 17 dự án nhà ở thương mại cho phép người nước ngoài được quyền sở hữu nhà gồm
Blooming Tower Đà Nẵng, khu phức hợp thương mại dịch vụ khách sạn và căn hộ Golden Square, chung cư thương mại Quang Nguyễn, tổ hợp khách sạn và căn hộ PA Tower, chung cư số 38 Nguyễn Chí Thanh, La Paz Tower, chung cư số 6 Nguyễn Du, Đà Nẵng Plaza, chung cư Hoàng Anh Gia Lai Lakeview, khu đô thị Thủy Tú, khu phức hợp nghỉ dưỡng Monachi, chung cư Harmony Tower, chung cư The Summit, khu dân cư An Viên, khu phức hợp Hòa Bình Xanh Đà Nẵng, khu căn hộ Tháp Vương, khu căn hộ Azura, bất động sản và bến du thuyền Đà Nẵng, khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng. Đà Nẵng cũng quy định 3 dự án không cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở, gồm chung cư F Home, Đà Nẵng Diamond Tower là tổ hợp khách sạn, căn hộ dịch vụ Marriott và nhà ở để bán, và Indochina Riverside Tower. Ngoài ra, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cũng lưu ý chưa xem xét việc tổ chức cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại các dự án nhà ở thương mại không nằm trong danh sách các dự án cho phép tổ chức cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở nêu trên. Thời gian gần đây, tình trạng săn nhượng đất trên địa bàn xã Minh Thành, huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước diễn biến phức tạp. Nhiều đối tượng lướt sóng đất bằng hình thức mua đi bán lại, thậm chí vừa mới đặt cọc mua đã quay qua rao bán để kiếm lời. Có tình trạng người bán đất cung cấp thông tin pháp lý của thửa đất không chính xác để dẫn dụ người mua. Thực trạng trên đã khiến giá đất tại xã Minh Thành tăng gấp 10 đến 20 lần trong 4 năm trở lại đây. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nhiều người đầu cơ đổ vốn vào đất, rồi lợi dụng một số thông tin như Chân Thành sắp lên thị xã, các dự án đang đẩy nhanh tiến độ để thổi giá đất lên cao, gây khó khăn cho việc quản lý của địa phương. Vì vậy, tỉnh Bình Phước đã ra công văn cảnh giác đến người dân trong giao dịch dân sự quyền sử dụng đất trên địa bàn xã. Hiện trên địa bàn xã Minh Thành có 2 dự án quy hoạch khu dân cư, trong đó có dự án khu công nghiệp dân cư đô thị BKMAX Bình Phước đang triển khai thực hiện và chưa được phép sang nhượng các lô đất theo quy định pháp luật. Đối với dự án khu dân cư Minh Thành hiện nay chưa thực hiện đầu tư nên hoàn toàn chưa có sản phẩm rao bán. Đây là dự án lớn đang thực hiện, các hộ dân bị thu hồi đất sẽ được bố trí tái định cư và cấp đất nền hỗ trợ. Tuy nhiên hiện nay chưa hộ nào có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên chưa thể sang nhượng theo quy định của pháp luật. Thứ hai là dự án khu dân cư Minh Thành chưa thực hiện đầu tư nên hoàn toàn chưa có sản phẩm rao bán. Ngoài ra, các hiện tượng tách thửa sang nhượng khác đều là do các cá nhân, hộ gia đình căn cứ vào quy định để sang nhượng. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân xã Minh Thành đề nghị các đoàn thể, mặt trận, chi bộ, ban ấp tích cực tuyên truyền đến nhân dân hiểu đúng các dự án có quy hoạch khu dân cư. Mặt khác, tìm hiểu kỹ những nội dung pháp lý liên quan đến thửa đất sang nhượng. Các chủ thể sử dụng đất không được tự ý mở đường, phân nền trái phép. Nếu vi phạm sẽ bị cưỡng chế phá bỏ. Cùng với đó, không được cung cấp thông tin sai sự thật nhằm mục đích trục lợi. Vừa qua, tại khách sạn Eastin Grand số 253 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội thảo nhận diện lực đẩy phát triển thị trường bất động sản vùng thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2021 do tạp chí Nhà Đầu Tư tổ chức với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các chuyên gia kinh tế, lãnh đạo các doanh nghiệp bất động sản tại phía Nam. Theo kinh nghiệm của thế giới, việc phát triển các đô thị vệ tinh sẽ là động lực phát triển kinh tế xã hội, phân bố lại dân cư và việc làm. Trong đó, phát triển giao thông là nền tảng có mối quan hệ mật thiết, tương hỗ với phát triển đô thị, là cơ sở thực hiện quy hoạch đô thị thu hút dân cư từ đô thị trung tâm ra đô thị vệ tinh, làm gia tăng giá trị bất động sản. Tháng 1 2018, Thủ tướng Chính phủ công bố bản điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, được phê duyệt ngày 22 tháng 12 2017. Phạm vi đã mở rộng không chỉ ở các tỉnh ven thành phố Hồ Chí Minh như Long An, Đồng Nai, Bình Dương, mà đã xuất hiện những tiểu vùng xa hơn là các tỉnh thành phố cách thành phố Hồ Chí Minh hàng trăm km. Đơn cử tại tiểu vùng phía Bắc, Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh, phạm vi mở rộng gồm tỉnh Bình Phước, Tây Ninh và một phần tỉnh Bình Dương. Cũng từ đây, thị trường bất động sản tại các tỉnh vùng phụ cận thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu phát triển mạnh mẽ, đặc biệt năm 2020 khi thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh bị siết việc cấp phép pháp lý nên không triển khai được các dự án mới thì các doanh nghiệp bất động sản lớn đã chọn các tỉnh phụ cận thành phố Hồ Chí Minh là điểm phát triển dự án bất động sản. Đơn cử như Bình Dương, chỉ trong năm 2020 đã có 115 dự án bất động sản mới được cấp phép. Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An cũng có lượng lớn dự án được cấp phép, tạo ra một thị trường bất động sản sôi động, tạo tiềm năng phát triển kinh tế cho các tỉnh thành, giảm áp lực tăng dân số cho thành phố Hồ Chí Minh. Quy hoạch nêu rõ, tỉnh Tây Ninh sẽ phát triển các chức năng về kinh tế cửa khẩu, kho vận, trung chuyển hàng hóa trên trục hành lang xuyên Á.
Ngoài ra, sự phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản, trồng cây công nghiệp, phát triển du lịch sinh thái rừng, du lịch văn hóa lịch sử tầm quốc gia, quốc tế có vai trò quan trọng trong bảo vệ nguồn nước, bảo tồn cảnh quan rừng và đa dạng sinh học vùng thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 khoảng 45-50%. Tuy nhiên, cũng bởi sự phát triển mạnh mẽ trên mà nhiều vấn đề xấu gây ảnh hưởng tới thị trường bất động sản phía Nam thời gian qua. Cụ thể là việc các dự án thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm vẫn bị đắp chiếu bởi chưa được cởi trói pháp lý. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đổ bộ quá nhiều và phát triển dự án tại một tỉnh, một khu vực, trong khi các khu vực nhiều tiềm năng khác không được chú ý phát triển, dẫn tới bội thực nguồn cung. Các chuyên gia cũng cảnh báo hầu hết những cơn sốt đất gần đây ở Việt Nam đều xuất phát từ những thông tin chưa rõ ràng về quy hoạch. Thực tế, thời gian qua, thông tin quy hoạch vùng thành phố Hồ Chí Minh, điển hình như Thủ Đức, Cần Giờ và nhiều tuyến cao tốc huyết mạch kết nối hạ tầng thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh, đã gây nên tình trạng sốt đất cục bộ tại một số khu vực, đẩy giá đất tăng chóng mặt, khó kiểm soát và gây rủi ro cao cho nhà đầu tư. Bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu, đây là các đô thị thuộc tỉnh quanh thành phố Hồ Chí Minh. Các đô thị này cũng sẽ là các đô thị chuyên ngành, có vai trò tạo động lực trong vùng trên cơ sở tăng cường sự liên kết và khai thác hiệu quả hệ thống đường vành đai 3, vành đai 4, cũng như các trục hành lang kinh tế giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh như Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Tiền Giang, Bến Tre. Nhiệm vụ của các tiểu vùng này là khai thác, chia sẻ và liên kết các chức năng lợi thế riêng của từng đô thị, đặc biệt là các đô thị trung tâm của tiểu vùng nhằm phát huy thế mạnh của toàn vùng. Tập trung đầu tư nâng cao chất lượng đô thị, cấu trúc đô thị hài hòa với cảnh quan tự nhiên, ưu tiên hình thành các vùng không gian xanh, nông lâm nghiệp, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế phát triển theo mô hình đô thị lan tỏa, hình thành hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại và các công trình hạ tầng cấp vùng. Đánh giá về bản quy hoạch vùng thành phố Hồ Chí Minh mở rộng này, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệp, nguyên Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đây sẽ là một lợi thế cho các tỉnh thành phố lân cận thành phố Hồ Chí Minh đón sóng nhà đầu tư trong và ngoài nước tới phát triển mạnh các dự án bất động sản lớn quy mô đại đô thị. Tất cả sẽ tạo cho các địa phương một vị thế mới để thu hút nhà đầu tư vào phát triển, giảm tải cho thành phố Hồ Chí Minh trong việc phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại. Chúng ta đang có cái giải pháp rất là đặc biệt, rất là hay về cái việc tạo ra thêm những cái nguồn quỹ đất để mời gọi các doanh nghiệp vào đầu tư. Những dự án về quy hoạch, những dự án về giao thông sẽ tạo ra cho thị trường thêm những cái nguồn cung sản phẩm rất là lớn. Khi cái nguồn cung sản phẩm lớn thì tạo ra cái sự cân bằng, cái cán cung cung cầu. Cái nhu cầu hiện tại cũng đang rất là cao, tuy nhiên cái sản phẩm chúng ta đáp ứng được cái nhu cầu thì đang rất là ít hoặc là bị lệch pha về cung cầu. Do vậy, cái việc mà tạo ra thêm được những cái quỹ đất mới để doanh nghiệp có thể đấu giá quỹ đất đó để thực hiện các dự án bất động sản, để cung cấp thêm cái nguồn cung sản phẩm cho thị trường, đó là điều rất là cần thiết. Và như vậy thì tất cả các bên đều được lợi, nhà nước thì sẽ thực hiện được về cái việc mà quy hoạch đô thị, về việc mở rộng cái mạng lưới giao thông, đảm bảo cái an sinh xã hội, đảm bảo cái giao thông của một cái vùng miền nào đó. Đối với doanh nghiệp thì chúng tôi không phải mất quá nhiều cái thời gian đi để tìm kiếm các quỹ đất sạch để thực hiện. Vì khi đã quy hoạch như vậy thì các vùng miền đấy, các vùng lân cận đấy đã có những cái chỉ tiêu quy hoạch cho những cái miếng đất đấu giá rồi. Chúng tôi sẽ không cần phải mất thời gian đi xin các chỉ tiêu quy hoạch nữa và chỉ làm một cái nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp, đó là thiết kế và làm cái gì trên cái miếng đó theo đúng quy hoạch đã được duyệt. Như vậy thì doanh nghiệp sẽ rút ngắn được cái thời gian thực hiện thủ tục pháp lý và cái sản phẩm đưa ra thị trường nó cũng nhanh hơn. Mà khi đã đưa nhanh hơn thì chúng tôi sẽ giảm bớt được cái chi phí tài chính của doanh nghiệp, sẽ làm cho giá cả của bất động sản sẽ giảm đi và người tiêu dùng có cái cơ hội tiếp cận. Đối với người dân thì chúng ta có thêm nhiều cái sự đa dạng, cái sự lựa chọn. Cái nguồn cung tăng lên, người ta sẽ lựa chọn rất nhiều các chủ đầu tư cung cấp sản phẩm. Và như vậy thì đa dạng sự lựa chọn như vậy thì doanh nghiệp cũng không có khả năng có thể tăng giá vô tội vạ để có thể làm giá cả bất động sản tăng lên. Người dân có nhiều cái sự lựa chọn và doanh nghiệp tự động phải cạnh tranh để có cái mức giá phù hợp để người dân có cái cơ hội để sở hữu nhà. Thì đây là cái việc mà tôi nghĩ rằng nó rất là lợi cho tất cả các bên. Về cái chủ trương thì tôi cho rằng là vừa qua thì thành phố Hồ Chí Minh đã có cái đề án khai thác cái nguồn lực đất đai để phát triển cái hạ tầng đô thị của thành phố. Tôi thấy rằng đây là một cái chủ trương rất là đúng, cần phải có những cái hướng dẫn chi tiết cụ thể phù hợp với quy định pháp luật hiện hành để thực hiện được cái việc chỉnh trang đô thị cũng như là khai thác các vùng đất phụ cận. Kinh nghiệm ở trên thế giới thì ví dụ như ở Đài Loan, người ta thu hồi 200m hai bên trục đường giao thông cao tốc và đủ cái tiền để mà hình thành được cái tuyến đường cao tốc ở Đài Loan, cũng như ở Trung Quốc, khu vực Thẩm Quyến, khu vực Thượng Hải thì cũng đã áp dụng cái việc là thu hồi đất vùng phụ cận để phát triển hạ tầng. Thì ở thành phố Hồ Chí Minh trong cái thời gian vừa qua thì cũng đã có kinh nghiệm ở một số khu vực người dân sẵn sàng hiến đất để mà
thực hiện cái đầu tư lại cái hạ tầng cho cái khu vực vị trí mà họ ở. Nhờ cái việc phát triển hạ tầng và mở rộng đường thì cái vị trí ô đất của họ cũng tăng lên về mặt giá trị. Và đấy là những cái phương pháp tiếp cận tốt mà tôi nghĩ rằng là thành phố Hồ Chí Minh có thể mở rộng triển khai trong thời gian tới bằng việc là dồn điền đổi thừa, chỉnh trang đô thị, những người dân có thể đổi cái diện tích lớn hơn ở trong ngõ ra những cái diện tích mặt đường có cái thiết diện đường lớn hơn và thuận tiện hơn trong giao thông, và vì vậy là giá trị thương mại nó cũng tăng lên và nhà nước có quỹ đất để phục vụ phát triển hạ tầng và đồng thời là giải quyết các cái vấn đề về mặt bằng mà hiện nay các doanh nghiệp rất là quan tâm. Thì tôi nghĩ đây là một cái định hướng đúng mà thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai. Tuy nhiên là trong quá trình thực hiện thì cần tuân thủ luật đất đai và các cái quy định hiện hành để không trái với quy định của nhà nước. Thực tế, từ năm 2019 tới nay, hàng loạt tỉnh thành lân cận thành phố Hồ Chí Minh đã đón sóng dự án đại đô thị phát triển. Đơn cử như Đồng Nai mới đây, dự án Aqua City của tập đoàn bất động sản Novaland xây dựng tại thành phố Biên Hòa với diện tích hơn 1.800 hectare, gồm các sản phẩm nhà phố biệt thự với đầy đủ tiện ích như y tế, giáo dục, vui chơi giải trí. Tại Long An, tập đoàn Trần Anh Group với dự án Phú An City với diện tích hơn 100 hectare với các sản phẩm chung cư cho người thu nhập thấp, nhà phố, biệt thự, bệnh viện dưỡng lão. Tại Bình Phước, tập đoàn Cát Tường Group cũng phát triển thành công dự án Cát Tường Phú Hưng với diện tích 100 hectare, bao gồm các sản phẩm nhà phố, biệt thự. Các tập đoàn lớn như Vingroup, Hưng Thịnh Corp, Him Lam Land, Nam Group, FLC cũng đã phát đi thông báo hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án lớn tại Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bình Phước. Các dự án này dự kiến bắt đầu phát triển vào năm 2021. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin pháp luật và bất động sản được phát trên truyền hình pháp luật trực tuyến tại địa chỉ www.tvpháp luật.vn. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên kênh Fanpage và kênh YouTube của truyền hình pháp luật Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi.